Rồi. Cái phần tiếp theo thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái trục trặc hay xảy ra cái lúc mà mình tính đi chất béo bằng sọc lép và cái cách khắc phục. Thì cái đầu tiên đó là các bạn thấy là cái dung màu vậy, cái chất béo mà đã những cái bệnh chứa dung màu này nó còn rất là ít. Cả cái lượng dung môi của bé nó còn rất là, nó sụt bọt rất là ít, nhưng mà ở trên đây dung môi nó không có lượng máu chảy tràn để nó giảm cái lượng dung môi xuống đây nó tiếp tục dùng lên. Thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái lượng dung môi nó tốt rồi, ban đầu các bạn cho nó bằng một bao nhiêu đây rồi và các bạn cho một phần để đảm bảo là nó sẽ chảy hoàn toàn xuống, nó sẽ, nhưng mà dung môi nó được ngăn hết thì nó sẽ chảy được một chút đèn, nhưng mà sau thời gian vận hành thì mô này nó mất đi và nó bị hụt. Dung môi sẽ không bao giờ lên được, nó bị chèn tại vì cái lực của dung môi này nó quá dung môi, nó hết dung môi rồi. Còn dung môi nằm được biết mà không qua nó bị chèn thì vậy sẽ cố định chính đi mà không diễn ra được. Lúc đó bé sẽ không bị đau vốn từ trụ chiếc xuống cái lực của dung môi rồi. Thì các khắc phục của cái vấn đề này là các bạn sẽ chăm lên dung môi. Các bạn sẽ chăm từ bên trên cũng sẽ ngàn chăm xuống và chăm cho tới khi đảm bảo là cái lượng dung môi rồi chảy qua nó chảy tràn, và khi mà nó chảy bắt đầu chảy rồi đừng cho nó mòn nhá, chảy xuống hoàn toàn rồi các bạn sẽ chăm cho nó dung môi để cho nó ngập khoảng 1/3 của trụ chi. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Và cái sự cố thứ hai đó là dung môi nó đã lên nó chảy tràn, nó ngập qua nó chảy tràn và nó không chảy qua chảy tràn. Và nó chỉ nó lên lên cái ống của dung môi, ống hơi dung môi đi lên ống bự nè, và nó chảy theo để mà nó đi xuống, như vậy là quá trình tích lũy cũng không diễn ra. Tại cái mình cần là cần dung môi này nè, nó lâu tồn nó kéo đi xuống đó. Thì cái vấn đề đó nguyên nhân là do gì? Do cái quý đạo của các bạn bị đó, hoặc là vì cái lý do là do các bạn đối không kỹ và cái nguyên liệu đáng của mình là đi ra nó có tán ngoài và đi vào cái ống chạy đèn và ngẹt ống chạy đèn. Thì cách khắc phục là cái gì? Gặp cái sự cố như vậy thì cách khắc phục đó là không có một tiền đề được nha, có nghĩa là chỉ khắc phục 70% được mà thôi. Đó là các bạn bởi ống chạy đèn lên và các bạn lấy một cái quẹt đua video lên bạn chọn vào, các bạn kéo cái nhẹ cái gói giấy của cái người liệu quẹt lên lên tới khoảng gần qua ống chạy tràn thì các bạn đẩy xuống khá là nhanh để các bạn tạo sức đẩy cái phần đã dính trong chạy tràn của bạn đi xuống phía dưới. Nhưng mà khi mà sự cố xảy ra thì các bạn biết một điều, khi mà sự cố này xảy ra thì lúc đó là cái tốc độ của mình không chính xác nữa, thì lúc đó cái thành phần không chỉ thành phần béo được tách ra mà cả cái phần bã cũng được tách ra luôn. Phần bã đó chính là phần bã trong chạy tràn và sai số sẽ xảy ra. Thể hiện cho lượng cho bé là tính trong đó có cả con cá không phải chụp bé đó là chụp bản thân luôn. Đó là sự cố thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái sự cố thứ ba. Sự cố thứ ba xảy ra khi mà các bạn nghe cái mùi của môi ở trong phòng rất là khi mà hệ thống vận hành tốt, giải nhiệt cho nó sinh hàng tốt thì chúng ta sẽ không thoát ra bên ngoài. Nhưng mà trong trường hợp mà giải nhiệt còn tốt, chúng ta sẽ không thoát ra bên ngoài và lúc đó thì lượng dung môi sẽ không làm được cái gì. Lý do là vì nó không được làm lạnh và để chạy số và bay ra ngoài luôn. Thì dung môi cũng cần rất là đau nhau. Nhưng mà bay ra ngoài thì mình sẽ dễ dàng được và mình sẽ điều chỉnh lại. Lý do là do cái bộ phận sinh hạt không tốt, có thể là do nước làm lạnh nó đã bị nóng lên rồi, hoặc là cái bộ phận làm lạnh nó bị cướp điện hay là nó bị chạm gì đó nó không hoạt động được, thì lúc đó các bạn phải tìm cái nguồn nước giải nhiệt khác lạnh hơn, có thể là các bạn lấy những cái chai nước đá và bỏ vào xô, các bạn bơm nước vào cái xô đó để cho sinh hạt để làm lạnh. Nhưng mà cái đầu tiên các bạn phải làm khi mà gặp cái sự cố này, các bạn phải tắt nước để thời gian xử lý nó khá dài. Nếu mà các bạn cứ mở nước thì nó
khí mình bỏ được. Và mình sẽ tóm tắt lại là khi mình gặp sự cố này mình sẽ tập biết và tìm cái nguồn nước giải nhiệt lạnh hơn để giải nhiệt cho cái sinh hoạt.